Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2021, Tổ công tác 229 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Sa Đéc để đánh giá kết quả trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian qua và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì cuộc họp. Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Sa Đéc, công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn từ ngày 15 tháng 8 đến nay trên địa bàn thành phố có những chuyển biến tích cực, kiểm soát các ổ dịch, các khu vực vùng đỏ được thu hẹp dần, vùng xanh ngày càng được mở rộng. Theo đó, số ca F0 phát hiện giảm 42% so với thời điểm trước ngày 15 tháng 8 năm 2021. Đặc biệt, có thời điểm 3 địa phương gồm xã Tân Quy Tây, xã Tân Khánh Đông và phường 3 nhiều ngày liền không phát hiện F0. Tính từ ngày 15 tháng 8 năm 2021 đến 16 giờ ngày 4 tháng 9 năm 2021, số ca F0 phát hiện là 1.194 ca, tổng số ca F0 đến nay là 3.154 ca. Hiện thành phố có 407 vùng xanh, 171 vùng đỏ và vùng vàng đang quản lý, siết chặt, thu hẹp dần để mở rộng vùng xanh. Đến nay, thành phố đã chi hỗ trợ hoàn tất cho 5.145 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền trên 7,7 tỷ đồng, chi hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tổng số 4.667 người với 70 tấn. Bên cạnh đó, vận động mạnh thường quân đóng góp gạo, rau, củ, quả, nhu yếu phẩm để chi hỗ trợ cho các đối tượng, tổng giá trị hiện vật quy ra tiền là trên 7,1 tỷ đồng. Từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện tầm soát ở những nơi có nguy cơ cao để kịp thời bóc tách F0, từng bước làm sạch địa bàn. Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao nỗ lực khống chế dịch bệnh của thành phố Sa Đéc trong thời gian qua. Tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, ông Phan Văn Thắng đề nghị trong thời gian tới, thành phố không được chủ quan, cần quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn nữa, phấn đấu đến ngày 10 tháng 9, giảm sâu các ca F0 dưới 20 ca một ngày, từng bước loại tất cả F0 ra khỏi vùng phong tỏa, tiếp tục mở rộng, bảo vệ vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ, tuyên truyền vận động để người dân thấu hiểu và đồng tình ủng hộ chủ trương tiếp tục giãn cách xã hội đến ngày 15 tháng 9 để có thêm thời gian làm sạch các địa bàn. Đối với những trường hợp cố tình chống đối, vi phạm các quy định trong công tác phòng chống dịch, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm. Trong thời gian giãn cách tới đây, thành phố cần tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt các khu vực phong tỏa, nhất là các điểm phức tạp về an ninh trật tự, có chiến lược tầm soát trong thời gian tới. Đặc biệt là những khu vực có nguy cơ cao, quét đến đâu sạch đến đó, không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Có kế hoạch cụ thể chuẩn bị các bước để khôi phục sản xuất, kinh doanh, mua bán sau khi dịch bệnh đã được kiểm soát. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo để xem các video mới nhất của chúng tôi nhé.